Giá trị tốt đẹp tồn tại khi sự chân thật tồn tại. Khi đó, Benjamin lên 10. Một hôm, cậu và nhóm bạn đi chơi, phát hiện một đầm lầy nước mặn bao quanh chiếc hồ. Cậu nhận ra cái đầm lầy lội này làm mọi người di chuyển khó khăn, đôi khi còn gây ra tai nạn. Cậu đề nghị với nhóm bạn cùng xây một cầu cảng. Nhưng một nhóm trẻ con thì lấy đâu ra tiền mua đất đá và vật liệu xây dựng khác. Benjamin đi loanh quanh suy nghĩ. Một lát sau, cậu tìm thấy đống đá lớn. Cậu mừng vô cùng và triệu tập những người bạn đến lấy đất đá nơi đó để xây cầu cảng. Benjamin chỉ huy những người bạn của mình làm việc. Cứ 2 đến 3 người khiêng một tảng đá rồi xây dựng nên cầu cảng đơn giản theo sự chỉ huy của Benjamin. Sáng hôm sau, người chủ đống đá phát hiện nó đã biến mất, rồi họ điều tra và biết chính nhóm của Benjamin đã lấy nó để xây cầu cảng. Họ đến từng nhà mắng vốn và nhiều đứa bạn trong nhóm bị cha mẹ khiển trách. Cha mẹ của Benjamin tức giận khi biết chính cậu cầm đầu vụ này. Ông trách mắng cậu rất nặng. Benjamin ra sức giải thích lý do mà cậu xây dựng công trình bé nhỏ này. Khi nhận ra cậu bé làm việc đó vì mong muốn mọi người di chuyển thuận lợi hơn thì ông đã thôi tức giận. Cha của Benjamin từ tốn giải thích cho cậu hiểu rằng không có gì tốt đẹp thực sự nếu nó không đi kèm với sự chân thật. Benjamin nhận thấy đây là một bài học lớn của cậu và tự hứa sẽ phải ghi nhớ sâu sắc điều này suốt đời. Bài học rút ra: những công việc dù xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp nhưng lại được thực hiện bằng cách thức không minh bạch sẽ làm giảm mất giá trị của việc làm. Việc tốt sẽ không được ủng hộ và lan tỏa. Người nuôi dưỡng sự không thành thật dù ở bất kỳ việc gì chính là nuôi dưỡng hạt giống mất uy tín trong tương lai.